Áp đặt, luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình đến mức trở thành nỗi ám ảnh, giống một kẻ biến thái trong phim kinh dị. Luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình là người nam đó đúng không? Đến mức trở thành nỗi ám ảnh giống một kẻ biến thái trong phim kinh dị. Ủa là ai? Câu chuyện gia của trưởng. Ai? Gia chủ. Gia trưởng. Đúng rồi, maybe. Bảo thủ. Và bây giờ câu chuyện kinh dị đêm khuya bắt đầu. Xin mời Kiếm Thanh. Thì cái người này là em quen từ hồi năm em 18 tuổi, là cách đây cũng là 7-8 năm trước rồi. Tình yêu đầu đời. Yêu xa. Thì quen nhau được một năm. Thì trong khoảng thời gian quen nhau thì hai bên, nói chung là gia đình của bạn đó thì không có hài lòng với em. Bắt là hai đứa phải chia tay. Thì nhiều lần như vậy thì bạn ấy cũng có nói chủ động với em, nói là thôi em cứ yên tâm đi. Mọi chuyện ở gia đình đó thì anh sẽ sắp xếp cho. Thì em cũng nghe, cũng tin tưởng. Thì tụi em mới là tiếp tục mối quan hệ với nhau được độ khoảng tầm 2-3 tháng. Thì một ngày đẹp trời tự nhiên bạn ấy biến mất. Bạn ấy, em gọi điện, em nhắn tin không được. Rồi nói chung là em chờ đợi cũng phải là một tuần sau. Thì em mới hoang mang, em mới sợ là không biết là bạn này đang xảy ra chuyện gì. Thì em mới đến nhà bạn đó thì em mới phát hiện là cả gia đình bạn ấy đã đi định cư bên Pháp mà em không hề hay biết. Không nói một lời luôn. Không nói một lời, bạn bè cũng không ai biết hết. Trời. Sợ hả? Tổn thương. Thì lúc đó là em bị sốc, em hoang mang thực sự luôn. Là lúc đó là em bắt đầu là em thay đổi tính cách hoàn toàn, em giống như một đứa con trai, là tại vì em quá sốc luôn. Thì bẵng đi, nói chung là cũng từ từ, cũng một khoảng thời gian sau thì mình cũng bắt đầu mình nguôi ngoai. Thì 7 năm sau là em vô tình em bắt gặp bạn ấy ở trên phố Nguyễn Huệ, mà đã bạn ấy lại là người nhận ra em chứ không phải là em nhận ra bạn đó. Thì bạn ấy chủ động, rồi hai đứa cũng nói chuyện gặp gỡ nhau, rồi bạn ấy cũng hẹn là thôi có gì mình hẹn nhau cà phê. Tại vì cũng 7 năm rồi không gặp nhau. Thì em cũng ra em gặp xong rồi tối ngày hôm đó về thì bạn ấy ngỏ lời bạn ấy muốn tụi em quay lại với nhau. Nhưng mà sau em không. Không, em không đồng ý, em từ chối, tại vì mình đâu còn tình cảm gì với nhau. Em từ chối cũng rất là nhiều lần, nhưng mà bạn ấy không đồng ý. Bạn ấy cứ liên tục nhắn tin, thậm chí là 11, 12 giờ đêm đứng trước cửa nhà em, đòi gặp em cho bằng được. Nhưng mà em đâu có thèm gặp đâu, em cảm thấy là đâu có chuyện gì để nói. Thì đến một khoảng thời gian sau, thì ngay cái hôm đấy em đi làm về rất là khuya, cũng phải là 12 giờ mấy, 1 giờ rồi. Thì vừa tới gần tới cửa nhà thì bạn ấy ở đâu lù lù xuất hiện. Tán em cái bốt. Em bay từ trên xe, em ngã xuống, em ngã nhào xuống. Để thì bỏ luôn đi chứ đừng nói chuyện làm gì nữa. Từ từ, đang căng thẳng. Đang hồi hộp. Thì em cũng bàng hoàng, em không biết chuyện gì xảy ra. Tại vì bữa đó là buổi tối mà em bị cận. Thế là em mới lồm cồm em bò dậy. Thì em mới thấy bạn đó, thì em mới hoảng hồn lên. Rồi bắt đầu là những cái người xung quanh họ thấy. Rồi em mới nói là không thôi, bây giờ lôi lên công an giải quyết. Là tại vì em cảm thấy rất là mệt mỏi. Rồi bạn ấy, em không chấp nhận được một người đàn ông mà đánh phụ nữ. Không, thì lôi lên thôi, công an phường. Thì mới lòi ra một chuyện là bạn ấy đã theo dõi em suốt hơn một tháng. Em từ công ty em về nhà là hầu như đêm nào bạn ấy cũng có đi theo em. Là biết em làm gì hết. Thì em thấy mọi chuyện nó quá căng thẳng vậy rồi, thì thôi em mới quyết định là em làm căng với bạn đấy. Thì về lý do thì bạn ấy mới bảo là bạn ấy muốn quay lại với em. Bạn ấy đã sắp xếp mọi chuyện và bạn ấy đã nói là bắt buộc em phải nghe. Thường là thuộc tiếp người lụy tình á, thì sẽ là hay có những cái hành động như vậy. Cũng chưa chắc là lụy tình đâu, cũng không hẳn là lụy tình đâu. Cái đó là hơi lý do ở bên Pháp, bạn ấy cũng có sử dụng những cái chất kích thích. Dạ vâng. Không có. Thành ra đâu, là em nghĩ là chắc cái tâm lý của bạn ấy không có kiểm soát được tốt. Với lại cái bạn ấy cũng là một cái người mà được cưng chiều từ nhỏ rất là nhiều. Gia đình cũng rất là khá giả. Vậy thì là thuộc về bản chất. Nhưng mà anh nghĩ nó phải có lý do của nó. Lý do gì cũng không được đánh phụ nữ. Nghĩ là quá cúp chấp rồi. Sau đấy thì em có nhờ công an giải quyết, thì mới là sắp xếp này nọ, thì nghiêm cấm là bạn ấy không được gặp em nữa. Thì một
tháng sau thì bạn ấy trở về Pháp. Vài tháng sau là Noel. Thì bạn ấy có nhắn cho em một cái tin. Bạn ấy bảo là muốn gặp em để xin lỗi. Nhưng mà em cũng không muốn gặp. Em cảm thấy không có còn gì để nói. Thì chứ bây giờ mà thử cởi áo tôi ra tôi nổi gai ốc hết trơn luôn á. Ghê thì chứ. Mà như vậy tán gái được là đúng rồi. Thật ra cái chuyện mà theo dõi nhau đó thấy ghê rồi. Chứ mà nó ghê cái chuyện là đánh nha. Cái thì đánh nó cải thiện được thôi lúc đó. Nó thuộc cái chuyện mà là một tuần, một tháng trời mà cứ đó chính là lý do lầm lũi, sao mà suốt khoảng thời gian đó mà sau khi biết chuyện thì bạn bè, đồng nghiệp ai kiểu cũng là tất cả em bảo em là muốn đi đâu thì sẽ dẫn em đưa em về. Đúng, cái đó nguy hiểm. Thậm chí là muốn mà em phải rời khỏi Sài Gòn. Có khi mà cái ban đầu lý do mà ba mẹ không muốn hai đứa quen nhau có khi là ba mẹ biết chuyện đó đó, biết là gia đình sẽ đi Pháp đó cho nên là không muốn quen nhau ngay từ lúc đó rồi đó. Đâu nhưng mà thật ra là cái chuyện của Thanh là cái chuyện nó hơi bị lạ, bị quái mà ít ai gặp. Nhưng mà cái chuyện mà là áp đặt trong tình yêu thì các bạn nam thấy như thế nào về chuyện đó? Để mà nói về bảo thủ thì... Thứ nhấn cái chữ bảo nặng vậy? Đúng rồi, tại vì em cứ nghe các bạn nữ nói tới cái từ bảo thủ này với một cái gì đó rất là tiêu cực. Nhưng mà em đang muốn các bạn suy nghĩ thêm một cái chiều hướng tích cực hơn một chút xíu đi. Giống như muốn bảo vệ, phải không? Tức là ở đàn ông không có chính kiến thì sẽ không đưa ra những cái quyết định đúng dành cho riêng bản thân mình. Cho nên buộc cái người đàn ông phải bảo thủ. Xin mọi người, xin các bạn nữ đừng nhắc đến cái từ bảo thủ với cái tiêu cực nữa. Tại vì cái bảo thủ này nó cũng có cái gì đó tốt. Đúng không? Nếu như mà người đàn ông trong gia đình có con, có vợ mà không giữ cái lập trường của mình thì chắc chắn luôn người phụ nữ không bao giờ ở cạnh được. Mà mình phải đi kiếm người khác. Mình có nên dùng một cái từ một chính từ xác khác hơn đi, cái từ là dùng có chính kiến rõ ràng. Thực ra bảo thủ nó luôn luôn mang một cái nghĩa tiêu cực. Nhưng mà ý của Bảo Quân là anh ghi nhận, anh sẽ tặng em trái tim của anh ngày hôm nay để cho em vui, hiểu không? Bất bầu ngủ lại. Tóm lại ngày hôm nay là một cái buổi trò chuyện rất là sôi nổi, là bởi vì sao? Các bạn nữ cũng đưa ra rất là nhiều những cái luận điểm của mình, những cái kể rất là nhiều câu chuyện thú vị luôn á, tật xấu của đàn ông. Rồi bản thân là các biệt đội xoái ca của chúng ta cũng đã có nên là phản biện lại để mà bảo vệ. Nhưng mà bên cạnh đó thì đúng là có những cái là chúng ta không nên vượt quá giới hạn. Giống như là chúng ta đừng có vô tâm quá, chúng ta cũng đừng có mà động tay động chân, hay cũng đừng có áp đặt phụ nữ quá. Bởi vì rõ ràng phụ nữ vốn dĩ để nâng niu mà, còn thói hư tật xấu thì ai cũng có. Quan trọng là mình biết hiểu cho nhau, trải lòng với nhau và cảm thông cho nhau. Thì nếu mà làm được tất cả những cái điều đó thì chắc chắn rằng là mối quan hệ của các bạn sẽ trở nên vững bền và lâu dài. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều vì tham gia chương trình ngày hôm nay. Nghe gara xe có vẻ kiểu hấp dẫn con trai hơn á. Chị nghĩ là bọn mình sẽ thắng. Không chị ơi, không bò là đồ nhậu nha. Đúng rồi, đồ nhậu chị nha. Sao chị lại nói vậy? Đồ nhậu là ngày nào em phải thể nhậu hết. Thành bác lại đi, sao lại im lặng thế? Giờ nãy giờ em nhường phần chị, giờ em hết biết nói gì vậy. Tự nhiên em đúng đắn. Giờ em thấy cái chương trình quảng cáo mình kéo dài quá. Em hết biết nói gì. Thế bây giờ rồi chờ được set up không? Thì mọi người cứ nói rồi cho mình nói là dừng, chừng nào xe dừng hẳn thì mình bây giờ xe dừng rồi thì mình đi di chuyển ra thôi. Thành ra mọi người out fan đang cái là mọi người vô đợi ha. Trời ơi, lâu lắm rồi mới đi buổi sáng. Rồi ok, tiếp gặp luôn. Thôi chết rồi, bây giờ xe dừng lại ở một cái nơi thật là rộng lớn như thế này. Em biết tìm anh ở đâu hỡi chàng trai. Này chị thấy mấy anh Grab đằng kia cũng không đẹp trai cho lắm đâu, chia cho đội dưới tìm ha. Trời ơi, cái anh Grab á hả, anh bịt khẩu trang thôi chứ bỏ khẩu trang ra là đẹp trai hết hồn luôn. Thôi nha, gấp không có được chưa, vẫn gấp mọi người ơi. Bíp thôi cho nói cái ao đi anh tâm để hé cửa xong bây giờ mình cắt máy rồi hé hé cửa ra đi cho người ta bước ra thì ao phun đổi em anh gáp thành mấy anh chạy xe ôm đi bước xuống ao rồi chuẩn bị nha. Trời ơi quá trời, mấy anh chạy xe ôm luôn. Giờ mình lên mình ôm cái rồi mình hỏi nè. Quỳ mấy số rồi nam anh nhưng còn nam hố. Em quỳ mấy số mà có số nào chị nhường cho em đi. Toàn là những thanh niên chị đứng được hết trơn. Trời ơi, trực ta tập này. Rồi bây giờ em quyết tâm thắng ha. Bắt đầu đi tìm này. Tìm em có một... Bắt đầu đi hả? Bắt đầu đi mọi người ơi, mình được đi rồi. Bây giờ đi tìm trai mà sao mọi người không có háo hức gì hết trơn. Nhưng mà làm gì vậy? Bây giờ hai bên team sẽ thách đấu với nhau là tôi sẽ là team tôi sẽ là cái team để ra tách nhật chính thống. Con muốn không con tách ra thì chúng con tách ra là ôi chị nghe tiếng đập con tim của chị rồi. Cảm ơn.
kiểu giác quan thứ 6 là chị đã thấy là có năm thần ở ngay gần đây rồi. Em chỉ cần đi theo chị là được. Bắt đầu đi. 3, 2, 1, bắt đầu. Kêu. Rồi bây giờ mình có team hết rồi phải không? Team này là gara xe. Rồi team này là khô bò. Bò một nắng. Bò một nắng đúng rồi. Thôi nha, bây giờ là đối thủ của nhau nha, không có bàn tán gì liên quan tới nhau hết đâu nha. Không có. Coi ai là chiến thắng cái thứ này nè. Coi bây giờ ai thắng này chứ không có bàn tán gì hết trơn rồi. Bây giờ thắng được cái gì mà thua được cái gì? Tôi ở đây rồi đó. Và thành ra cái cảm là anh ý sẽ hôm nay sẽ về đợi chúng ta. Không bao giờ đợi ai đâu, mình đoán đâu chứ không bao giờ đợi ai đâu nha. Từ đầu đến giờ em vẫn cứ tự ra mình đi dây má tình yêu. Ok, quên đó. Dạ. Tím lại. Okay, thôi bây giờ mình đi tìm đi nè. Tìm, đợi mình đi. Bây giờ tôi muốn khóc quá trời, tôi muốn khóc. Bây giờ cho tôi không khóc. Thôi không khóc nữa. Biết đi tìm ở đâu. Đây nè, tìm mấy chú xe ôm kìa. Bây giờ tìm nó đâu, bây giờ người ta tìm ở đây, mình tìm ở đây đi. Ủa? Mà không có tìm ngoài đường hả? Tức là ở trong này. Ê, có gì ở trong này không? Này có được vào trong này không? Này có được vào trong này không chị? Anh có được vào trong đây không? Có được vào đây không? Mình đi bên đây thôi hả? Đừng nói là ở trong này nha, bác đi tìm đây xong. Này có khi nào bên kia không? Hay mình đi cùng không? Mình cướp không? Chứ không là chị sợ là sợ vớ vẩn ở bên kia. Đây này, có khi nào anh áo đen kia không? Thôi không phải đâu, em nghe cái giọng hát nó trẻ trung. Anh nói từ từ đã, chị thấy ở hướng này toàn các chú lớn tuổi thế này. Cẩn thận, bên kia là mình thắng luôn á. Chị thì một là chị liều chị thắng, còn hai là chị đi theo chị cũng giành đâu kịp. Bây giờ mình đi qua mình cũng đã trễ rồi. Bây giờ mình chạy theo. Có khi nào ở trong bưu điện không? Nhiều khi chương trình gửi chàng trai vô bưu điện, mình đi vô bưu điện. Mình kiếm. Hay anh kia. Anh Hảo. Không, em không nghĩ thế đâu. Chứ làm gì? Vô bưu điện. Ai không ta? Chị nghi đó là có khi anh nào, anh đấy không? Chứ từ nãy giờ toàn người lớn lớn tuổi thôi à. Hay là anh đứng ở cột số mấy kia? Không, em không. Em hình dung cái mặt là phải baby cute, em dễ thương đáng yêu. Cái hướng này là không có thấy cảm giác là có anh ấy ở đây nữa đâu nên ta. Thế nên không cho mình khoanh vùng à? Trời ơi, chương trình không cho khoanh vùng, tôi đi đến trời ơi. Bến Thành luôn bây giờ nè. Chương trình nãy mình xuống thành phố Hồ Chí Minh. Lên ơi, anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi, anh. Xin lỗi, em xin lỗi. Anh xin lỗi cho em làm phiền anh chút được không anh? Tại vì em với chị đang đi tìm người quen á. Thì anh có thể thôi em hỏi anh này hát nha, chị hỏi anh khác. Chia ra nhá. Em chưa. Em chưa.